Hello, what's up? Xin chào 500 em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Trong năm mới thì đầu tiên mình xin gửi lời chúc đến toàn bộ anh em theo dõi kênh. Một lời chúc một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và tiền tài như nước nha. Hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và review sơ qua một em bàn phím cơ mà nó rất là ảo ma Canada. Thì trước giờ mình chưa có thấy một con nào mà trong cái tầm giá này mà nó lại ảo như cái con này. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đập hộp và review cho anh em luôn nha. Let's Đầu tiên thì các bạn nhìn thấy cái vỏ hộp của nó thì cũng đã nói được là nó ở hãng nào rồi. Đây là thuộc hãng RK, Roger Club đấy. Đó, và mã của nó sẽ là R87. Đây là một em bàn phím mới ra của thằng RK luôn. Và cái phiên bản trên tay của mình đây là phiên bản màu đen đỏ. Nó còn cái phiên bản màu trắng nữa, tuy nhiên là phiên bản đó bây giờ chưa có ra mắt, nó chỉ mới có ra màu đen đỏ này thôi. Đây. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có chiếc bàn phím được bọc lại. Và ở trong này, đây, chúng ta sẽ có thêm một cái tấm cover. Đó, một tấm cover khá là ổn áp. Ừ. Mặc dù ra nó giá nó cũng rẻ nhưng mà nó cũng được tặng một cái tấm cover ngon lành. Em bàn phím của chúng ta màu sắc làm khá là đẹp. Ở trong này chúng ta sẽ có thêm một tờ hướng dẫn sử dụng nữa và tờ này tất nhiên nó sẽ có tiếng Anh, không có tiếng Việt nha các bạn, nhưng mà các bạn cũng có thể đọc tại vì nó cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên thì các bạn nên giữ lại nhé, tại vì nó có rất nhiều chức năng. Chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái nhổ keycap kiêm nhổ switch luôn. Một bọc switch thay thế. Đây, bọc switch này là bọc switch để mình dự phòng, có thể thay thế những lúc mà nếu mà switch bị liệt hoặc là bị hư. Và chúng ta sẽ được tặng thêm một sợi cáp nữa. Và cái sợi cáp này cũng khá là hay đấy nha. Đó. Sợi cáp này thì nó bằng nhựa thôi. Tuy nhiên thì nó có một cái điểm rất là đặc biệt. Đây. Là nó sẽ có một đầu tai C như bình thường và một đầu tai A, và cái đầu này cũng có thể gỡ ra. Ở phía trong là một cái đầu tai C nữa, cho nên là chúng ta sẽ có sẵn luôn cái dây gọi là dây C2C. Với cái dây C2C này thì các bạn những xài liên hệ Mac hoặc là những cái laptop đời mới thì nó sẽ ok hơn, đa dụng hơn một chút. Ok, quay trở lại với chiếc bàn phím của chúng ta, MRK-R87. Như cái tên thì các bạn biết đây là con thuộc dạng size TKL 87 nút, một cái size khá là phổ biến và cơ bản của các cái dòng bàn phím cơ. Và em này sẽ có phối màu giữa màu nâu đỏ, đó, màu nâu đỏ, màu xám trắng và màu đen, phối ba màu nha các bạn. Nhìn nó khá là bắt mắt. Với những cái kiểu keycap màu như thế này thì nó sẽ là đỡ nhàm chán hơn là những thằng mà chỉ mang màu đen hoặc là màu trắng đơn thuần. Và cái cảm giác khi mình cầm lên thì mặc dù em này là bản một móc nhưng cái cảm giác của nó cầm rất là đầm tay và nặng. Cái hệ thống build của nó thì phải nói là cực kỳ cứng cáp luôn. Mình vặn rất là mạnh nhưng nó không hề vặn xoắn. Và nhìn rất là nạc. Đây. Đó, rất là nạc luôn. Ở phía đằng sau này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ vẫn có trang bị kickstand 2 tầng như thế này, là chúng ta có thể điều chỉnh được độ cao. Đó. Và một cái rãnh đi dây 3 đường để chúng ta có thể đi dây gọn hơn. À, tùy theo sở thích mỗi người. Rồi những cái chân cao su khá là dài. Sticker mã của bàn phím đó, không có gì hết. Và cái độ cao của em này cũng khá là ok đó nha. Mặc dù là một con phím giá rẻ thôi, tuy nhiên thì nó vẫn trang bị cho chúng ta một cái cây khá là cao, đủ để che hết tất cả những cái chân của keycap, không bị lòi ra. Đó, cả mặt trước cả mặt sau như các bạn nhìn thấy đây. Thì mình thích cái kiểu cây như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ đi qua cái keycap của em này nhé. Thì keycap của em này thì nó sẽ là chuẩn OEM profile và đặc biệt là nó sẽ được làm là double shot với một lớp nhựa ở phía bên trong và một lớp nhựa ở phía bên ngoài. Keycap này thì mình thấy có ghi là chuẩn PPT, thì mình không biết là có đúng là PPT xịn không, nhưng có thể là không phải là loại tốt cho lắm. Đó, thì keycap của nó cũng không thuộc dạng là mỏng quá, cũng không thuộc dạng là dày, nó cũng dạng tầm trung thôi. Tuy nhiên thì với cái dòng PPT Double Shot này thì các bạn yên tâm là nó sẽ không bị bay chữ theo thời gian.
Và mình thấy là cái legend, các cái ký tự phía bên chữ thì in nó cũng khá là ok. Nó không có bị lem nhem cũng như là nó rất là sắc nét. Rồi chúng ta sẽ thử chuyển sang cái phần switch nhé. Thì với cái em này đang được hỗ trợ đó là switch của thằng RK. Với thằng RK thì bên mình hiện tại đang có hai bản, đó là bản RK Brown và RK Red. Đây, đây là phiên bản RK Brown. Với Brown thì chúng ta sẽ vẫn gõ có cái khất, và bản Red thì sẽ là không có khất, trơn tuột luôn. Và những cái thằng RK này thì tất nhiên nó sẽ không có được ngon bằng những cái switch custom. Giá nó cũng rẻ thôi. Tuy nhiên cái sức mạnh của con này thì lại không đến từ cái dòng switch nha các bạn. Đây, để mình cho các bạn xem. Phía dưới switch của nó, ngoài cái blade màu trắng, bằng thép màu trắng này ra, thì các bạn còn có thể hỗ trợ thêm một chức năng nữa mà chức năng này rất là ngon lành, đó là chức năng hot swap 5 chân luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, hot swap 5 chân có hỗ trợ led chìm RGB. Và các bạn có thể nhìn thấy ở phía dưới play là nó sẽ có một cái lớp foam. Foam này sẽ là foam PE sẵn trên mặt PC giúp mình luôn. Và ở phía dưới nữa thì chúng ta sẽ thấy là nó có luôn một cái lớp foam đáy luôn. Đó, các bạn yên tâm là sẽ không có bị rỗng cũng như là không cần phải móc lại nhé. Cực kỳ ngon. Ngoài hai cái kể trên ra thì chúng ta còn được hỗ trợ thêm một cái nữa, đó chính là cái strap. Và strap của em này thì sẽ là strap của thằng RK luôn. Nó màu kiểu trắng tinh như thế này. Cái ngon của nó chính là strap của nó đã được lắp sẵn luôn. Đó, đã được lắp sẵn và được cân chỉnh luôn nha các bạn. Khi các bạn gõ thử thì chúng ta sẽ không hề nghe thấy tiếng. Đấy, không nghe thấy tiếng lọc sọc luôn. Nó được cân chỉnh khá là tốt. Theo như mình gõ thì với những cái con bàn phím mà tầm giá như thế này thì mình thấy chưa có con nào mà làm tốt được như này, ngoài một con đó là con kit FL. Đó, FL eSports. Tuy nhiên thì con đó chỉ là con kit thôi, còn cái này thì con này là một con bàn phím build sẵn luôn. Đó, cực kỳ ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang đến một cái phần nổi bật nữa của em này, đó chính là cái hệ thống đèn LED. Ok, sau khi mình cắm dây vào thì các bạn thấy đèn LED của nó lên rất là sáng. Đây. Mặc dù là keycap của nó sẽ là keycap không xuyên LED, tuy nhiên thì với cái plate bào đã được sơn màu trắng thì cái độ hắt sáng của nó cũng khá là ok. Mặc dù là mình để đèn phòng rất là lớn nhưng mà cái đèn LED của nó thì cũng vẫn hiện rõ. Có một cái đặc biệt nữa của em này, đó chính là nó hỗ trợ cho chúng ta thêm một hai dải đèn LED nữa ở hai bên. Đó, hai dải LED viền. Với hai dải đèn LED này thì các bạn có thể thấy là nó nhìn cao cấp hơn hẳn so với những cái con bàn phím thông thường. Kèm với lại cái chất lượng build như thế này thì mình thấy nó rất là ok. Và tất nhiên thì em này vẫn sẽ có hỗ trợ phần mềm để tùy chỉnh LED, RGB với rất nhiều chế độ cũng như là macro. Và đặc biệt là nó còn có thêm một phần chuyên về các cái chế độ đèn LED nháy theo nhạc nữa. Rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử một số các cái chế độ đèn LED nhé. Close to reaching my wit's end, holding out, but I'm
to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Như các bạn vừa thấy thì hệ thống đèn led của em này rất là đa dạng và phong phú, cũng như là led của nó cũng rất là sáng. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một phần cực kỳ quan trọng, đó là sound test và xem thử cái hiệu năng gõ của em này. Mình sẽ test hai phiên bản, đó là phiên bản red và brown nhé. Thì như các bạn đã biết thì con này đã được preview khá là ngon rồi, tức là được làm sẵn hết rồi. Cho nên là chúng ta sẽ thử xem thử nếu mà với cái bàn phím stuck như thế này thì gõ nó đã ngon chưa nhé. Ok, thì như các bạn đã vừa nghe được cái tiếng gõ của con này thì các bạn cảm thấy như thế nào? Với mình thì lần đầu tiên mình gõ con này thì mình thực sự là rất là sốc vì cái chất lượng stab cũng như là chất lượng build của em này.
mình chưa hề gõ một con nào mà dưới 1 triệu stock mà có cái stat kinh khủng khiếp như con này. Đó, nhất là những cái nút như nút space đây, tiếng ra cực kỳ đều luôn, và nó sẽ không có cái kiểu dạng lọc sọc cũng như là không cần phải móc lại nữa. Nếu như mà các bạn có điều kiện có thể lên một cái bộ switch xịn hơn và một cái bộ keycap ok hơn thì mình nghĩ con này sẽ không thua kém bất kỳ những cái hãng nào về chuyên về custom ấy. Đó, phải nói là build của nó quá ổn áp cho cái dòng như thế này. Nếu như mà xét về cái chất lượng trên giá thành thì mình nghĩ đây là một trong những cái con không thể đánh bại được từ trước đến giờ luôn. Ok, vậy tổng kết về em này thì với tầm giá dưới 1 triệu các bạn có những gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái layout TKL, một cái bộ đèn LED cực kỳ chuẩn luôn, RGB, rất là nhiều chế độ, phần mềm các kiểu, keycap double shot PPT, quá ngon. Đồng thời là chúng ta sẽ có thêm một cái bộ mặt hot swap 5 chân, hiếm có khó tìm trong cái tầm giá dưới 1 triệu như thế này. Và cái đặc điểm nổi bật nhất của em này đó chính là cái chất lượng build của nó, nhất là các cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là sẽ có lót sẵn foam cả đáy, cả PPC, và các strap cũng sẽ được cân chỉnh cực kỳ ngon lành luôn. Nói chung với cái tầm giá 1 triệu thì mình thấy không có cái điểm gì để chê. À, ngoài ra một điểm đó là cái dây kép của nó sẽ là dây kép nhựa thôi, chứ không phải dây kép xịn bọc dù. Tuy nhiên thì cái này nó cũng không cần phải đáng phải nhắc đến. Ok, như vậy là mình đã vừa mới đi review sơ qua cho anh em về con RK-R87 này. Con này là con phiên bản mới nhất của đằng RK nhé. Và nếu như các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận. Còn nếu mà các bạn muốn tham khảo giá hoặc là muốn trải nghiệm em này thì có thể đến trang web Boss Gear nhé, hoặc là fanpage để mình đặt mua. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye. Wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano.